Các bạn ơi hãy nhìn Ken biến hình. Bây giờ Ken sẽ có một cái tên mới, đó là tên là Apara. Phải gọi là Apara thì Ken mới gọi được. Cho nên là bây giờ mình sẽ đổi tên tạm thời là tên là Apara nhé. Bạn ấy thích Apara lắm nên là cứ gọi Apara là bạn ấy rất là siêu. Rồi bắt đầu, Apara đứng xa ra nào. Con đứng xếp vào đây. Apara. D E I. No. E. E. V. V. Game over. No. V. G. G. Okay. H. Giỏi. I. Yeah. K. Yeah. Apara. Apara biến hình. B. L. L. N. N là chữ này. M. Yeah. N. Yeah. A. Giỏi. O. Giỏi. Ơ. Giỏi. Chữ này chữ gì các bạn trợ giúp Apara? M. Không phải M. Chữ N. Không phải N. Là gì? Nhìn cái miệng này. Yeah, gợi ý cho bạn ấy. Apara. Qua. Yeah, giỏi. Chị em ơi. Yeah. S. 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 T. Yeah. U. Giỏi. Cái này khó. Ư. Ư. U ư u ư. Là game over. Con đọc lại chữ này. Hả? Đọc lại chữ này. Nà. Apara. Apara là giỏi này. Là gì? Đọc lại nha, chữ này nha. Đây chữ này này, chữ này trước đi. U u u. U đúng. Ư. Ư. V. Giỏi. Chữ này là game over, nhớ chữ V. V. Đúng. V. Ok. Pixie. Yeah. Chữ dài. Ư. Giỏi quá. Ken đã học được mấy chữ cái rồi các bạn ơi. Hẳn đứng đây chào các bạn đi đã. Tạm biệt các bạn đi. Hello các bạn ở clip sau nha. Tạm biệt các bạn. Hello.